Ở một góc nhỏ của khu chợ ồn ào nóng nực, bà Dựa đang ngồi tỉ mỉ nhặt từng cọng rau, mòn mỏi mong chờ có khách đến mua. Mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng không có lương hưu hay trợ cấp xã hội, bà vẫn phải dầm mưa dãi nắng, mưu sinh kiếm từng đồng để tự lo cho bản thân. Thậm chí, trách nhiệm nuôi các cháu ăn học cũng đặt nặng lên vai bà. Ôi dồi, mỗi ngày ngồi này chỉ được hơn 100 thôi, ngồi cả ngày chỉ được hơn 100. Gọi là làm đâu ăn đấy, nuôi được cháu được 12 năm rồi. Coi như trước thì còn ông thì hai ông bà nuôi, bây giờ ông mất thì có mình bà. Được biết, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 quy định. Công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, hoặc người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Như vậy, so với quy định hiện hành, độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí được hạ từ 80 tuổi xuống 75 tuổi. Thay đổi này giúp những người cao tuổi không có lương hưu như bà Dựa sớm có thêm chi phí sinh hoạt, đỡ gánh nặng mưu sinh, lao động vất vả khi đã tuổi cao, sức yếu. Từ 75 mới là đúng. Chứ bây giờ từ 80 mấy người được sống đến 80. Nhưng bây giờ chúng tôi già rồi mà bây giờ có cái trợ cấp mấy trăm thôi. Nhưng mà lông dân chúng tôi vẫn là cũng là to. Vì cuộc sống nó khó khăn thì có thể phải ra ngoài đường để đi xe để kiếm tiền. Tôi mong là không chờ đến 80 tuổi thì đã có một chế độ của nhà nước đãi ngộ. Tôi quá quý, tôi quá mừng. Tôi nghe tin là được trợ cấp cho những người cao tuổi tôi rất mừng. Là giảm đi tuổi của tôi đến tuổi nhà nước làm này rất phấn khởi. Mà rất gì là cảm ơn nhà nước đã quan tâm đến cái lứa tuổi hạ xuống 75. Chúng tôi rất là cầu mong và mong nhà nước là quan tâm đến chúng tôi một tí. Bây giờ nay thế này mai chết như nào nên là càng mong càng sớm càng tốt. Bên cạnh việc giảm độ tuổi nhận trợ cấp hưu trí thì hiện nay, mức chuẩn trợ giúp xã hội cho người cao tuổi đã được tăng từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng trên một tháng, theo Nghị định số 76/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Những thay đổi tích cực này góp phần giúp những người cao tuổi không có lương hưu, giảm bớt khó khăn, gánh nặng, ổn định cuộc sống khi về già.